từng ngày dài lặng thầm trôi qua, có ai hỏi vì sao? Đời một màu buồn dần trôi qua, có ai hỏi vì sao? Còn lại một mình đời trôi qua vô vị làm sao? Ước mơ một mình mới kém vui làm sao? Chẳng còn buồn từ ngày mình coi nhau như bạn, chẳng điều gì làm phiền chuyện tôi yêu thương bạn. Chẳng còn khoảng trời nào chỉ mơ tay quên chạm, ném hết đi những ưu phiền kém hoa. Sáng tay đặt bút xin thề, 3 năm mẫu giáo chưa hề yêu ai. Có yêu cũng chẳng yêu ai, yêu ba yêu má là oai lắm rồi. Bò không ăn cỏ bò ngu, cậu không yêu tớ cậu ngu hơn bò. Ôi lãng mạn thế. Chuyện lãng mạn quá chứ. Mà chị ngây từ bao giờ đấy? Chị ở đây từ cái lúc mà em vẫn đang còn chìm đắm trong những vần thơ hơi khắm. Này, khai mau, ai đấy? Muốn xem cả đâu, bí mật đấy nha. Ôi, cô tê thế. Nhưng mà chị muốn xem mặt thật cơ. Em làm gì có mặt thật đâu mà cho chị xem. Ôi, thế thì chị nói luôn nhá. Hắn ta chắc chắn là một tên cực kỳ xấu, hoặc là tự ti về ngoại hình. Mà cũng có khi hắn ta đang âm mưu một cái gì đấy trong đầu. Em nên tránh xa hắn ta ra thì hơn. Em không tin. Và điều mà em tin ý là chàng trai lần này của em chắc chắn là một người đẹp trai, lại còn tốt tính lãng mạn nữa. Sao em biết như thế? Đương nhiên rồi, bởi vì những người có thể viết ra những vần thơ như thế thì không thể là người xấu được. Anh ấy còn bảo với em ý là vần nếu khoảng cách là 1.000 bước thì em chỉ cần bước 1 bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em. Thôi, chị không tin. Không tin? Không tin thì dám cá với em à? Cá luôn. Bây giờ em hẹn hắn ta ra cà phê, chị đến sau. Nếu hắn ta là người xấu thì em phải mất chị 200k và ngược lại. Tưởng gì quá đơn giản, chết luôn. Sao lâu thế nhở? Làm thơ thì nhanh mà tác phong hẹn hò thì chậm thế. Chào em. Em chào anh. Anh có phải là anh Văn Đao? Nếu anh đúng thật Panda, liệu tên em có phải là Bánh Bao? Đúng thật rồi. Thế nhưng mà anh bảo cái gì á? Bánh Bao á? Nếu em không có bánh bao, bánh trôi dùng tạm, thế nào? Ok. Ok. Thế thì mình đi tìm chỗ khác nói chuyện đi. Ngồi đây không được hả anh? Em mới gọi nước ra đã kịp uống đâu. Nếu mà anh thích đi chỗ khác thì mình cứ ngồi đây mình hưởng điều hòa, rồi mình nói chuyện, mình uống nước xong đi đâu thì đi. Không được, trai gái mới gặp nhau, ai lại ngồi quán cà phê nói chuyện. Hay là mình tìm chỗ khác riêng tư đi. Anh kia, anh vừa làm gì thế à? Okay. Dám làm sao con gái à anh à? Okay. Sao cô lại đánh tôi? Cô đồng ý mời tôi ăn bánh trôi rồi cơ mà. Bánh trôi à? Bánh trôi này. Đánh tiếp. Đâu rồi? Em lại bị lừa rồi. Tổn thương một cách sâu sắc. Thôi, cho
chị xin 2 loét. Lần sau ấy, giấu tiền ở chỗ nào kỹ kỹ vào nhá. Ơ, có tin nhắn này. Cái gì này? Hình như là anh Panda đấy. Gửi thơ chứ. Bước đến gặp em bóng xế tà, thấy em tung đấm nạn nhân la, khom lưng lên gối vài ly vỡ, cùi trỏ thúc ngang lệ hai hàng, giật gót bộ hạ mặt thấy thốn, tung cước xoay mình thấu ruột gan. Nhìn em con gái mà hãi quá, chia tay em nhé anh tránh xa. Thế cái cậu lúc nãy không phải là gấu panda của em à? Chứ là như nào nhở? Chị Thảo Mai, tiền của em. Làm nào bây giờ nhỉ? Hôm nay gọi em việc gì đấy? Anh có gọi đâu, tiền nó gọi đấy. Ui đâu, tiền đâu, tiền. Ê, cẩn thận. Sao? Tiền nó vẫn ở trên giấy tờ thôi, đã về đến nơi đâu. Thế mà tưởng có chuyện gì. Rốt cuộc hôm nay gọi em đến đây có việc gì? Chuyện là thế này, có một khách hàng đặt anh viết kịch bản về những tình huống khó xử của cặp đôi mới yêu nhau, nhưng anh chẳng nghĩ ra gì cả. Mấy cái chuyện đấy thì liên quan gì đến em? Mấy cái chuyện về sáng tạo với đầu óc, anh phải bảo Thảo Mai, trưởng phòng sáng tạo làm chứ. Bình thường đúng là như thế, nhưng lần này anh muốn đánh quả lẻ, mình cầm tất cả tiền cũng phải sướng hơn không? Em thích cái suy nghĩ này của anh đấy. Nhưng mà em là dân buôn bán, anh gọi em thì cũng em chịu thôi. Thì anh cũng là dân business, có phải là trưởng phòng sáng tạo đâu. Không sao, em với anh đều là dân kinh doanh, mà cứ liên quan đến tiền á, thì những người kinh doanh như chúng ta sẽ có cách giải quyết của những người kinh doanh. Nhưng mà là cách gì? Lại đem nói nhỏ cho. Ê xe. Dạo này công việc bên ngoài có vẻ tiến triển, nên là chả mấy khi lên công ty nhỉ? Thì tôi cũng phải lo cái chuyện phát triển sự nghiệp riêng của mình chứ. Này, thế các job ở ngoài mà có cái công việc nào phù hợp với tôi thì giới thiệu cho tôi làm với nhá. Tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp lắm. Yên tâm, bà cứ đối xử tốt với tôi, chắc chắn có vai nào mà rửa bát lau nhà tôi sẽ giới thiệu cho bà. Đừng có mà coi thường tôi như thế. Tôi đã từng đóng MV với cả Minh Tay To. Cái MV đấy đạt được cả triệu view ấy. Đừng đùa. Tôi đùa gì thôi. Nhưng mà tôi phải nói thật với bà ấy, cái nghề nghiệp điện ảnh này nó vất vả chuyên chuyên lắm. Tôi kể cho bà nghe một lần. Đạo diễn bắt tôi phải chỉ đạo diễn xuất cho một em diễn viên, mà lần đấy em ấy lại phải diễn với hổ. Thế là tôi mới kể với em ấy rằng, em đừng có lo, con hổ này được sinh ra trong sở thú, từ bé nó chỉ bú sữa mà lớn lên thôi. Tại em ấy nhát quá, cuối cùng cũng không dám vào diễn. Mà kỳ nhỉ, ở Dubai người ta nuôi hổ với sư tử làm thú cưng là chuyện bình thường mà. Thì đấy, cuối cùng ông đạo diễn bắt tôi phải vào thị phạm trong chuồng hổ ấy. Ông nhảy vào luôn, thế là ông được nhận vai chính luôn. Điên, tôi đâu có thần kinh mà nhảy vào. Nhưng mà tại sao ông bắt em ấy làm xong rồi ông lại không dám nhảy vào? Thì tại bởi vì hồi bé tôi cũng bú sữa mẹ lớn lên, nhưng bây giờ tôi vẫn thịt đấy thôi. Xàm, quá là xàm lông. Xàm, quá xàm. Đại ca ơi, từ ngày anh dở cái trò ma xó thất ẩn thoát hiện, em tưởng là em làm quen được với nó rồi, ai ngờ. Đúng đấy anh ạ, anh phải thêm cho bọn em một khoản gọi là phụ cấp nghề nghiệp nguy hiểm để còn đi chữa bệnh tim chứ. Thôi đi, anh sẽ thông báo vắn tắt cho hai đứa, để còn đi thông báo cho toàn công ty nữa. Giỏng tay lên mà nghe đây này. Mời anh. Thông báo cho toàn công ty, chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi kể chuyện, kể về những tình huống khó xử của cặp đôi mới yêu. Đây là một cuộc thi rất lớn, nhưng chưa thông cáo báo chí. Anh biết được từ một nguồn tin riêng, và phần thưởng cũng rất lớn. Nhưng khi nào có thông tin chính thức, anh sẽ thông báo lại sau. Còn chờ gì nữa, nghĩ về câu chuyện của mình đi. Nhảm nhí vậy, chỉ có hãm hại anh em là nhanh. Còn nữa, cấm không được nói xấu sếp. Anh chỉ thông báo thế thôi, ai tham gia thì tham gia, anh không ép. Thế nhá. Trời ơi, anh lướt đi ạ. Mà bà này,
tôi thấy trò này cũng hay đấy. Với cả mình đâu có làm gì đâu, cứ kể những cái câu chuyện thật là được. Ôi, lãng tử mà cũng có chuyện khó xử á? Đang có nỗi thống khổ gì à? Có. Đấy là cái chuyện hồi tôi mới tán tỉnh Yến Chi. Ngày đầu tiên mời Yến Chi đi chơi, tôi đã dắt lưng hẳn 2 triệu để đưa em đi nhà hàng Pháp ăn cho đúng điệu. Và thế là... Sao ông Dũng gọi gì mình giờ này thế nhở? Alo. Alo Nguyên à? Ừ. Ông đang ở đâu đấy? Tôi đang ở xa lắm. Xa lắm à? Bật dậy, nói dối bạn bè. Tôi có nói dối đâu, tôi ở xa thật mà. Mà sao ông biết tôi ở đây mà tìm? Nếu không muốn người khác biết thì đừng có check in. Tốt nhất bây giờ ông trả tiền cho tôi để tôi sửa xe dưới nhà. Thôi rồi, nhân cái tiện ông đã đến tận đây để tìm tôi sẽ trả ông 100.000 trước nhé. Cái gì? Còn lại thì tôi trả ông sau. Chứ hôm nay tôi có việc không thể nào mà tiêu tiền được. 100.000 á? Đưa ví đây. 100.000 thì... Có 2 triệu này mà trả người ta được 100.000. Thôi rồi, nể tình nghĩa anh em, tôi sẽ lấy của ông 1 triệu và để lại cho ông 1 triệu làm gì tôi không cần biết. Nhưng mà từ bây giờ nhá, cho đến cuối tháng, liệu mà trả nốt tiền cho tôi đi. Đừng trách. Bạn bè thì như cái. Còn 1 triệu, tôi không biết có đủ không nhỉ? 1 triệu, đủ không nhỉ? Anh ơi, mặt em có nhọ hay là quần áo em mặc xấu mà anh cứ trầm tư xong anh lẩm bẩm thế? Đâu, hôm nay em đẹp lắm. Gọi đồ đi em. Bồi ơi. Uầy, nhà hàng này nhiều món đấy. Thế nhưng mà chắc là em chỉ ăn súp thôi. Một súp. Dạ vợ. Uầy anh ơi, ở đây có cặp bò sốt cơ đen này. Cho em đĩa. Anh ăn không? Em gọi 2 đĩa luôn. À, hôm qua anh vừa ăn nầm, đây là hơi nhán bò. Em cứ ăn đi. Bò sốt tiêu đen. Dạ vâng. Với lại tự nhiên em lên cơn thèm hải sản, là cho em gọi một chút hải sản nhá. Anh ơi, cho em một combo hải sản bao gồm một ít xà lông sò huyết, tu hài, hàu, với lại 2 con ghẹ. Thưa chị, nhà hàng em hôm nay chỉ có hàu tươi thôi ạ. Thế thì cho em 1 cân hàu. Dạ. À này, nhớ phải thêm 2 suất tôm thiên đường nữa nhá. Tôm. Anh cũng thích ăn món đầy giống em đúng không? Ui, phải công nhận là cái gu chọn nhà hàng của anh ấy, y hệt em ý. Chỗ nào có hàu với lại tôm là em chọn hết. Hết rồi, anh chọn món đi. Anh đang trong chế độ giảm cân cho nên là chỉ uống rượu vang thôi. Thế từng đấy mà sao hai đứa mình uống đủ? Anh ơi, anh cho em hẳn 2 chai nữa đi. 1 chai thôi, say không tốt rồi em ạ. Anh chị uống vang năm bao nhiêu ạ? Sở thích của anh là uống vang tươi, cho nên là cái chai nào mà nó mới sản xuất mà gần nhất ý, thì em lấy cho anh. Chai mới sản xuất gần nhất, chai rẻ nhất là 220.000 ạ. Lấy cho anh cái loại vang tươi này đi. Anh chị dùng gì nữa không ạ? Thế thôi, anh cảm ơn. Dũng ơi là Dũng, ông lấy 980k, có phải bây giờ tôi đủ tiền trả hết không? Anh Nguyên ơi. Anh Nguyên. À, anh lầm bầm gì ấy? À, không có gì đâu anh. Hết rồi. Em lại xin. Anh ơi, em hơi tế nhị thế nhưng mà em hỏi thật, có phải là anh không đi ăn tối với em đúng không? Đâu, không phải. Rõ ràng là như thế. Từ đầu bữa ăn cuối bữa anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em ấy. Trong đầu anh nhá, nó còn nói xấu em đúng không? Chửi em đúng không? Đâu, không phải thế. Thực ra là... Thực ra cái gì nữa? Rõ ràng là như thế rồi. Anh thử xem từ nãy giờ anh có để em ăn một miếng nào không? Được rồi. Anh muốn ăn một mình nhá. Ở đây mà ăn một mình.
Pin phải trả họ. À, Yến Chi, bồi bàn tính tiền. Mà thôi khỏi tính, anh tính hết rồi. Bữa này của anh ý thiếu 20.000, em cho anh nợ 20.000 nhá. Không được anh ạ, em không thể giúp anh được ạ. À, buồn cười thật đấy. Tôi gọi bao nhiêu thứ này, chỉ thiếu có 20.000 mà không giúp được tôi. Anh thông cảm cho em cũng là nhân viên thôi ạ. Em không thể giúp anh được ạ. Anh xin em đấy, anh xin em cho anh nợ đi. Nãy giờ em không thấy anh đủ nhục nhã rồi ạ. Ý em không phải là như vậy, mà là chị ấy trả hết tiền rồi ạ. Đấy, thế là tôi chạy theo Yến Chi thì thấy cô nàng đang đi bộ dọc theo đường. Bà thấy không? Đã thấy nỗi thống khổ của một chàng lãng tử nghèo chưa? Ôi, tưởng chuyện gì mà cuối cùng ông với cả Yến Chi cũng có đến hồi kết đâu. Vứt. Phải nghe chuyện của tôi với Minh Tay To đây này. Cái gì? Chuyện của bà cả Minh Tay To á? Mang tiếng là người yêu mà đã một lần nào tiến tới hôn nhau đâu. Lần thì bị ông quay phim hành lên hành xuống, lần thì bị con bé gì chửi cho sắp... Ông thì biết cái gì? Đã có lần tôi với anh ý tới bến rồi đấy. Tới bến đấy. Tức là hôn nhau ấy. Ông nghĩ cái gì đấy? Trời ơi, tưởng thế như nào? Là như này. Thảo Mai, anh không nghĩ là cuộc đời anh lại có những giây phút hạnh phúc, phấn khởi hoành tráng thế này đâu. Me too. Không biết là em có suy nghĩ giống anh bây giờ không? Eo, anh vậy thế? Hả? Ý em là em nghĩ y hệt anh. Thế thì còn chờ gì nữa? Luôn thôi. Luôn á? Ừ. Ok. Anh ơi, bây giờ bọn mình mới đang đăng ký kết hôn thôi. Thì cái chỗ mà tình trạng hôn nhân này này, phải ghi như nào? Mình phải ghi tính là tại thời điểm người ta tiếp nhận giấy của mình, tức là đã kết hôn. Nhưng mà đã kết hôn đâu, bọn mình còn chưa tổ chức đám cưới mà. Phải ghi là sẽ kết hôn chứ. Ai người ta ghi là sẽ, đã. Sẽ. Đã. Sẽ. Đã. Sao hai bạn đến đây cãi nhau đây à? Cái chỗ đấy hai bạn phải ghi là đang độc thân. Độc thân à? Đúng. À vâng. F.A. Forever alone. Anh ơi. Em không thể tưởng tượng được là ngày hôm nay bọn mình đã đăng ký kết hôn rồi đấy. Sẵn sàng chưa? 2, 3. Dạ cô ơi, thế là bây giờ bọn cháu đã trở thành vợ chồng rồi đúng không ạ? Em, về nhà thực hiện nốt công đoạn cuối cùng đi. Chưa. Hai bạn còn phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đem đến đây thì mới đủ bộ hồ sơ. Vâng ạ. À, vâng. Nhà anh ở đằng kia. Nhà em ở đằng này. Đưa em đi đến nơi về đến chốn là trách nhiệm của anh. Hay là để anh đưa em đi nhé. Cô ạ, cô cho bọn cháu bổ sung hồ sơ ạ. Cô xem đã đủ chưa ạ? Chắc là đủ rồi đấy ạ. Đi, mình về tổ chức công đoạn cuối cùng. Chưa. Hồ sơ nơi này là tạm đủ, nhưng đây là quận Hai Bà Trưng chứ không phải là Hai Bà. À, nhưng đấy là do chị làm hồ sơ, chị viết cho cháu mà. Cháu có đụng vào chữ nào đâu. Nhưng đây là quy định của hành chính, các bạn phải về làm lại. Anh Minh này, số nhà nhà anh phải ghi rõ như trong chứng minh nhân dân. Anh ghi là 22 ngách 12 ngõ 624 thì mới đúng. Anh lại ghi là 624 / 22 / 12 là không được.
Thế nhưng mà cái chỗ để cho cháu điền nó chỉ ngắn cũn như thế thôi, làm sao mà cháu viết được hết? Nhưng đây là quy định của hành chính, các bạn phải về làm lại thôi. Thôi, cố nốt cho xong vậy. Chắc chắn lần này không sai một chữ nào đâu ạ. Cô nhận hồ sơ giúp bọn cháu với. Tiếc quá, bây giờ là 4 giờ 30 rồi. Ủy ban ngưng làm việc. Sáng mai mời anh chị đến. Cô ơi, hay là cô cứ linh động giúp bọn cháu đi ạ. Bọn cháu phải kết hôn đúng ngày hôm nay. Cô du di thời gian đi một tí. Đằng nào anh chị cũng không kết hôn trong ngày hôm nay được đâu. Kể cả tôi có nhận hồ sơ thì chúng tôi còn phải xác minh cơ mà. 2 tuần nữa mời anh chị đến ký giấy kết hôn. Thôi, mời anh chị về. Sáng mai lên sớm, tôi giải quyết. Mai này. Dạ. Em có nghĩ giống anh không? Có ạ. Nếu vậy thì mình cứ yêu nhau thôi đã nhé. Chứ kết hôn mà phức tạp thế này, anh chưa quen. Anh đồng ý. Nhà anh đằng kia nữa hả? Nhà em đằng kia. Anh biết rồi. Anh về trước đây. Đấy, ông thấy chưa? Đâu phải cặp đôi nào yêu nhau, muốn hôn nhau ngay từ lần đầu tiên là được đâu. Ông làm sao biết được cái cảm giác đấy? Ông đã bao giờ như thế chưa? Chưa. Rồi, từ nãy giờ bà nằm cứ toàn nói mấy câu chuyện xàm xí. Tôi thấy vớ vẩn quá, nó bỏ đi rồi. Nên là tôi vào đây tôi ngồi. Nhưng mà ông vào đây làm gì? Để xin bà ý kiến về những câu chuyện rắc rối khó xử của các cặp đôi, của bản thân tôi. Ông đã yêu rồi á, mà có chuyện khó xử? Chưa. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi có một việc này muốn thú thật với bà. Tôi và Thủy My đã qua đêm với nhau. Người đã... Hết! Đúng tình! Chuyện là như thế này. Tối hôm đó tôi và Thủy My phải qua đêm với nhau trong một căn nhà hoang ở dưới Hải Phòng của bọn buôn ma túy. Nhưng mà khổ nỗi chúng tôi lại đang đóng giả cặp đôi yêu nhau. Thế nên là chúng nó nhét hết bọn tôi vào một căn phòng trống. Và câu chuyện là... Chúng mày biết luận quý bà rồi đấy. Trai gái hay đừng ngủ với nhau. Đêm còn dài lắm đấy. Liệu mà thức với nhau nhá. Nhưng anh ơi, cái chỗ này nó cứ trống hơ trống hoác ấy. Nhớ có ai nhìn trộm thì sao ạ? Ôi, làm như báu bở lắm ấy. Liệu mà thức đi nhá, anh đi đây. Anh ơi, mình làm gì từ giờ đến sáng nhở? Đi ngủ chứ làm gì, anh buồn ngủ lắm. Ê, nhưng mà em không ngủ được. À, em sợ ma gì? Sợ quá thì thức canh cho anh ngủ. Không phải, mà là em khi ngủ hay bị ngáy. Mà em ngáy to thì thế nào chúng nó cũng biết là mình không ngủ được ngay. Ôi, em con gái con nứa nhìn mặt thì xinh xắn mà sao vô duyên đấy. Lớn từng này tuổi đầu còn ngáy. Mà thôi, anh đi ngủ đây. Ê, không được. Bây giờ anh mà đi ngủ, em thức một mình em buồn lắm. Với cả, anh không sợ tí nữa em ngủ gật à? Em mà ngủ gật rồi em lại ngáy, rồi chúng nó phát hiện ra, rồi vào xử tử mình vì tội ngủ với nhau ạ. Em đã có cách. Để cho anh hết buồn ngủ ngay. Dậy, bây giờ chúng mình sẽ tập thể dục. Dậy, dậy, dậy. Em chống đẩy trên giường, còn anh căng cơ dưới đất. Ok. Ok, ok. Ui dồi. Nào, hiệu lệnh nhá. 2, 3. Ôi, sao lên, sao lên? Nào, lên đi. Chịu đau này. Nhẹ nhẹ thôi. Một lần nữa. Nhẹ nhẹ thôi. Ra chưa? Tôi căng ra chưa? Dạ.
ra rồi anh ạ. Về quá. Sao lại cẩn thận thế? Anh ơi, hay là mình đổi động tác khác tập tiếp đi. Như thế nào? Bây giờ anh trên giường gập bụng, em dưới đất căng cơ nhá. Được, 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 được. Ê, chuẩn bị chưa? Rồi. Hay hực. Hay hực. Hay hực. Hay hực. Thế là đêm hôm đó, tôi cùng cô bạn công an xinh xắn Thủy Bi đã có một đêm thức cùng nhau đáng nhớ. Này, không ngờ mới phát động cuộc thi được có một lúc mà đã có hẳn mấy bài dự thi chất lượng thế này. À không được rồi, anh phải dừng cuộc thi lại ngay, không chúng nó đòi phần thưởng đấy. Thông báo tới cả công ty, cuộc thi kể chuyện về những tình huống khó xử của các cặp đôi mới yêu đã kết thúc từ lâu. Nhưng do anh nhầm lẫn, sai sót này là của anh. Anh xin hứa sẽ rút kinh nghiệm để lần sau thông báo chính xác hơn. Chúc tất cả một ngày làm việc tốt lành. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Sai rồi, xin lỗi cậu là xong. Thế là như nào? Này nói, tôi ngửi thấy mùi. Ờ không, không phải tôi. Không, không phải mùi của bà. Mùi của lão Quyết. Tuy ông không được thông minh, nhưng mà mũi thì thấy ngang ngửa cửa hò đấy. Được, tôi sẽ đi điều tra vụ này. Kể ra, lúc đầu nghe cái đề bài anh nhận được, em chẳng nghĩ được cái gì cả. Thế mà may, nghe được mấy đứa ở công ty anh kể chuyện, em mới nhớ ra, hồi mình mới yêu nhau cũng đầy chuyện khó xử hơn gì nữa. Đúng là như thế đấy. Anh cũng vừa nhớ ra một chuyện. Còn chuyện của em là gì? Anh này, không nhớ à? Hồi đầu Yến Chi nó nói với anh là con gái thích lãng mạn, xong anh lôi em ra chụp cái bộ ảnh à, hot girl trẻ bưởi. Không được, không được em ơi. Tạo dáng khác đi. Anh bảo này, bây giờ là em lùi ra một tí. Rồi, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đúng rồi. Bây giờ cái cổ em ngửa lên, ngực ưỡn ra, mông cong lên tí nữa. Rồi, đứng yên nhé. Nào, nào, nào. Anh ơi, nhanh lên, lâu quá. Đây, đây, đây. Ôi. Rồi, đây, 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 em xem đi. Đẹp không? Ui, đẹp thế. Nhìn đẹp ra gì chứ nhỉ? Đương nhiên. Nhưng mà này, thế em chụp hình này thì liên quan đến việc bán hàng của em. Ủa, em nói thế là không biết gì rồi. Bây giờ nhá, đang rộ lên rất nhiều những cô hot girl. Ví dụ như là hot girl bán thịt lợn, hot girl bán kem mút, hot girl bán thịt xiên nướng, vân vân và vân vân. Một khi các cô ấy đã nổi tiếng, đồng nghĩa với việc cửa hàng của các cô ấy cũng nổi tiếng và rất đông khách. Ôi, nói như anh thì em sẽ nổi tiếng, rồi em kiếm được nhiều tiền đúng không? Chính xác. Nhưng mà mấy tấm hình này anh thấy bình thường quá. Chúng mình phải tìm ra một cái bộ ảnh nào đó độc và lạ hơn. Xem nào. À, đây rồi. Em chui vào đống than kia cho anh, lăn lộn, khi nào mặt đen gần hết, chỉ hở ra hai cái mắt, rồi quần áo rách tả tơi, lúc đó anh sẽ chụp, ok? Em không chụp đâu, anh mà thích làm nghệ thuật thì anh tìm người khác mà yêu. Ê, thế em không làm hot girl trẻ bưởi nữa à? Em không thèm, anh xem, từ bé đến lớn, em chỉ bươn trải kiếm tiền, chứ có bao giờ làm gì về nghệ thuật đâu. Tự dưng hôm nay lôi người ta ra để làm gà thui. Nói thật với em, anh cũng có thích mấy cái thứ phù phiếm xa hoa đâu. Chẳng qua là Yến Chi nó xúi anh làm thế đấy. Anh này nữa, anh phải hiểu ấy. Em khi yêu một người, chỉ cần làm sao người ta có cùng chung chí hướng, hai cái đầu chụm lại, người kiếm ra thật nhiều tiền, thế là em hạnh phúc rồi. Quyên, em đúng là người phụ nữ thông minh và xinh đẹp nhất thế gian. Anh phải nói là anh là người may mắn nhất thế giới chứ. Ừ nhờ. Ừ nhờ. Đúng thật, hồi đấy do mình không hiểu nhau, thành ra cứ hay bày trò làm khổ nhau ra. Chả thế nữa, mà chuyện anh định kể là chuyện gì đấy? Hồi đấy mình đã hiểu nhau chưa? Mình hiểu nhau quá rõ rồi ý. Em còn nhớ lần mình sang nhà anh Hoàng ăn lẩu gà không? Ê, anh đến rồi đây. Trời ơi, nhà một đống đồ, anh còn mang những cái gì đến này? À, đây là quần áo anh mua cho anh. Trên đường đến đây thấy người ta giảm giá khiếp quá, nên anh ngục luôn. Anh mang đồ lên đây làm cái gì? Anh mua đồ cho anh để dưới xe ấy. Mà chẳng nhẽ hôm nay anh đến đây tay không đấy hả? Anh Hoàng tính không giống như tính em đâu nhá. Rồi ạ, có ai đâu, lần đầu tiên đến nhà anh người yêu
lại ăn trầu uống trực bao giờ không? Làm gì có chuyện anh đến tay không? Anh Hoàng đã lo cái lẩu gà rồi thì anh sẽ lo chuyện hậu lẩu gà. Úi, hiểu em hôm nay ga lăng thế. Chuyện. Thế hôm nay anh mang cái gì đến? Rượu vang hay là hoa quả? Mấy cái thứ đó nó quá tầm thường. Em biết rồi đấy, gà dạo này ăn dai lắm, rất hay rất răng. Chính vì vậy, anh đã chuẩn bị một gói tăm xỉa răng. Để ăn xong, chúng mình cùng xỉa răng, sạch lợi, cho đỡ phải đến nha khoa. Anh check bảng giá dịch vụ nha khoa rồi, đắt đỏ lắm. Anh đúng là... người yêu em. Mấy đứa vào ăn đi, đồ ăn xong rồi đấy. Dạ vâng ạ. Gà nhà anh to thật đấy, em ăn nó căng hết cả rồi. Chuyện, gà này không phải gà đi bộ bình thường. Gà này của anh nó biết xuống tấn, mà tập cả gym đấy. Vì vậy chân nó to như chân gà điểu. Công nhận bác nuôi gà mát tay thật đấy. Thôi ăn uống no nê rồi, anh em mình dọn dẹp thôi nhỉ. Đây cứ để em ạ. Ấy, hôm nay chú là khách, chú cứ dọn nước đi, để anh với Quyên dọn. Không, em không phải là tranh dọn. Ý em là... Quyên, vào lấy hộ anh cái túi ni lông. Để làm gì? Để anh mang nước lẩu về, mai còn nấu mì ăn. Nhanh. Này. Dạ. Nghe Quyên nói chú là giám đốc, sao mà kham khổ vậy? Vâng, em là giám đốc, nhưng cái gì tiết kiệm được, mình phải tiết kiệm triệt để chứ ạ. Được, anh để cái sự giản dị của chú. Tiện đây trong tủ lạnh anh vẫn còn ít đồ ăn đấy. Nếu không ngại chú cứ mang về dùng. Thật ạ? Thế thì em ngại gì? Của anh này. À này 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 này, vào lấy cho anh thêm mấy cái túi nữa. Rồi ạ, đến nhà người ta ăn, còn mang đồ về. Anh cũng muốn như thế đâu. Tại anh Hoàng gợi ý đấy chứ. Bây giờ mình mà từ chối, anh ấy lại bảo mình kiêu ngạo thì sao? Gớm nữa, tôi biết thừa. Anh tiết kiệm như thế, cũng mừng. Nhưng mà có biết hôm nay là ngày gì không? Không. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày của chúng mình yêu nhau đấy. Thế cho nên à, em mới nhân nổi lẩu gà của anh Hoàng, gọi anh đến đây để ăn mừng 100 ngày đấy. Ôi trời ơi, đúng là con lợn đất của anh. Tiết kiệm như thế là cùng, lại đây anh thơm mới nào. Hai cái đứa này dám bày trò để thịt mất con gà của anh. Được lắm, chúng mày đứng lại đây. Ôi, chạy. Quả đấy anh chạy té khói, nhớ như in vào ruột. Nhưng mà này, thế bây giờ anh đã đủ chất liệu để trả cho khách hàng chưa đấy? Với cả, em có được một chút lợi nhuận nào trong cái hợp đồng này không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà để tránh mang tiếng là ăn cắp chất xám của chúng nó, anh sẽ dựa trên những chất liệu này để dựng lên một câu chuyện mới, tựa tựa như thế để trình bày với khách hàng. Xem nào. Đúng rồi. Đây sẽ là một câu chuyện về một cặp đôi nghèo mới yêu nhau. Vì là chưa hiểu nhau nên rủ nhau đi chụp hình. Và rồi chàng trai dốc hết tiền trong túi, mời nàng đi ăn nhà hàng. Nhưng nàng lại dỗi bỏ về, rồi lại rơi vào tay bọn buôn ma túy. Chàng trai không ngại khó khăn, lao vào hang ổ của bọn chúng để cứu cô gái. Cuối cùng, chàng trai và cô gái đi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ dưới sự chứng giám của anh trai cô gái. Thế nào? Nghĩ em giỏi quá. Chuyện. Thôi, anh đi gặp khách hàng đã. Em ở nhà chờ tin vui nhá. Trời ơi, may quá chúng nó không có ở đây. Mà cũng không ngờ được câu chuyện của mình lại hấp dẫn đến thế. Khách hàng trả tiền trước là còn thưởng thêm. Không được, phải cất vào phòng của mình, gọi Quyên đến chia tiền mới được. Cái gì? Mấy đứa tự dưng xuất hiện làm anh giật hết cả mình. Có tật thì mới giật cái mình. Tật gì? Anh không phải chối, bọn này biết hết rồi. Biết gì cơ? Biết chuyện anh giả vờ thi thố để ăn cắp ý tưởng của bọn em. Thế sao mấy đứa biết? Chính tai em nghe thấy anh và bà Quyên còn tổng hợp lại ý tưởng của bọn em lại làm một rồi đưa cho khách hàng.
Thôi được này, rồi. Vụ này anh mà chia không đều thì đừng trách bọn... Ê, bình tĩnh. Anh chia cho mỗi đứa 1/5 là được đúng không? 5 á? 1, 2, 3, 4. Đây có 4 người mà chia 5 á. Anh ăn 2 phần á, anh nghĩ gì? Thì 1/4, mỗi đứa 1/4 được chưa? Này, cậu 2 tờ. Cô 2 tờ. 2 tờ. Anh 2 tờ. Đấy, cậu 2 tờ. 2 tờ. 2 tờ. Mỗi người 1 tờ, sao? Từ từ. Vẫn có gì đấy sai sai. Gì đâu mà sai. Clip hay như thế, ý tưởng hay như thế mà chỉ được từng ngày tiền á. Thế thôi. Anh em đâu? Đè lại đó. Này này này. Tao nó còn giấu ở đâu đó. Chân lên kia. Ây à. Đâu rồi? Đây. Ôi ơi, chân bên kia. Không được. Không được cái gì? Im mồm. Các anh chị em tìm tiếp đi. Đây. Bên kia, bên kia. Để tôi. Đây rồi anh hả? Em ơi. Rút ra. Đau quá. Từ từ bình tĩnh. Còn không. Các anh chị em giết. Lấy tiền rồi đây à? Một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tay niềm tin đi xem đời làm sao. Ước mơ chung đi tan trong.